buổi trưa của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Trong cái bản tin này, chúng ta có hai điều để mà chúng ta phân tích với nhau. Mới đây thôi, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh được xem là cái nơi mà phát ngôn của công an về cái sự việc hoàn tất cái kết luận điều tra bổ sung cái sự việc Nguyễn Phương Hằng. Và trong cái bài báo này thì chúng ta lại bất ngờ với một thông tin mà báo không có tiết lộ. Thông tin đó như thế nào sẽ được cập nhật vào ngày hôm nay. Thông tin thứ hai nữa có liên quan đó, đó là sự việc một cái người bị hại trong câu chuyện của chị Hằng, không ai khác đó là chị Đại, trong làng bị hại đó là chị Đinh Lan. Chị Đinh Lan nói là làm, chị này đã có một cái đơn yêu cầu báo Công an Nhân dân phải đính chính và xin lỗi mình, cũng như là cải chính lại cái sự việc, bảo rằng là giết không có đúng về mình. Và thật bất ngờ trong cái câu chuyện này là cái chị này quá mạnh các bạn, thực tế là quá mạnh. Và báo cũng đã trả lời chị này luôn, nhưng mà còn cái vụ đính chính hay là không thì chúng ta kiểm tra lại cái bài báo trong ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ nói về cái, chúng ta nói về cái sự việc cái chị Đinh Lan này trước. Ok, mình chào mọi người một tí xíu rồi mình vào luôn, chứ mình không có chào hết được mọi người, mọi người thông cảm nhé. Có thể là làm cái chủ đề làm chị Đinh Lan, cho nên ta chỉ làm thêm một chủ đề nữa thôi, để tránh ngợp chủ đề. Cứ tối ngày đem chị tôi ra nói xấu hoài thì cũng không được. Và thật bất ngờ là tới bữa nay ngày 28 tháng 7 năm 2023 không có chị Lan, không bị gì cả, cũng ơn trên, ơn rời cậu đi rồi. Ok, xin chào khán giả Ngọc Khanh, xin chào khán giả Thiên Ngân, xin chào cô Phan Ly, xin chào khán giả Trân Ai Lời, và xin chào khán giả Nguyễn Thanh Trúc, xin chào Kiệt Trần. Giống như ngày hôm qua, chị Đinh Lan chỉ bảo rằng là cơ quan chức năng báo Công an Nhân dân là không có đi rõ về mình, và có nêu đích danh là cái phóng viên bao là Phú Lữ nói về không đúng về mình. Do đó là chị này yêu cầu là cải chính thông tin lại. Cải chính thông tin lại thì ngày hôm nay người ta cũng đã có những cái trả lời. Vì bài báo của phóng viên Phú Lữ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm kinh tế của tôi, nên kính báo hãy xin ban biên tập nhanh chóng tiến hành xác minh và xử lý gần 20 cái kinh. Tự nhiên cái kêu báo đính chính lại rồi kêu xử lý 20 thông tin, các bạn thấy nó ngộ không? Để tôi đọc lại các bạn nha. Vì bài báo của phóng viên Phú Lữ là làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm và kinh tế của tôi, nên kính xin ban biên tập nhanh chóng tiến hành xác minh và xử lý gần 20 youtuber đang lợi dụng bài báo để tấn công tôi như các chủ kênh. Đây, để tôi xem cái, coi cái, chúng ta trở về cái trang báo của Công an Nhân dân. Tôi phát lên cái đường link này để các bạn tìm hiểu nha. Đây, đây là đường link báo của Công an Nhân dân mà chị Đinh Lan chỉ bảo rằng là kiểm chứng lại. Để tôi đọc cái thông tin về cái chị này coi báo có sửa lại hay là chưa. Cơ quan điều tra cũng xác minh triệu tập đối với bà Đinh Thị Lan. Đó, nó có thay đổi gì đâu. Có thay đổi gì đâu mà gáy với nhau. Bài báo chả thay đổi gì cả. Để tôi refresh F5 lại coi các bạn. Cái việc mà các bạn có quyền yêu cầu, còn cái gì đáp ứng của bài báo mà ta đáp ứng hay là cái các bạn hay không là cái chuyện của người ta. Đâu phải là mình lên trên mạng mình nói như vậy rồi mình hướng dẫn khán giả tin vào mình. Tôi kêu bài báo đó xóa là bài báo đó xóa. Không có đơn giản này các bạn, không có đơn giản. Đây, đang để dành tiền, mình đang để dành tiền các bạn để mình làm những cái video clip úp nguội phân tích. Để một số người bảo rằng mình là một cái youtuber vô danh. Một youtuber vô danh thì cũng tội nghiệp mình quá các bạn. Tội nghiệp mình quá, người ta sỉ nhục mình đó các bạn. Thôi kệ, một cái youtuber vô danh còn hơn là một youtuber sắp vô tù. 530 triệu còn nằm ở trên đầu mày đó, cho mày biết. Đâu rồi? Đây, tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý các đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Đây,
vẫn còn nguyên nè, báo có báo vẫn còn ghi nguyên nè, có cái gì đâu mà xoắn nè các bạn. Đây. Báo Công an Nhân dân còn nguyên nè, có thay đổi gì đâu, để tôi refresh lại coi. Refresh nè. Đây, tôi đọc cho các bạn nghe nha. Cơ quan điều tra cũng xác minh và triệu tập làm việc với bà Đinh Thị Lan để làm rõ Facebook tên Đinh Lan và tài khoản YouTube tên Lan Đinh có phải là do bà Lan là người đăng ký sử dụng quản lý duy trì hoạt động hay không. Qua đó, cơ quan công an ghi nhận bà Lan có cư ngụ tại địa phương nhưng đến nay vẫn chưa làm việc được với bà này. Đó. Tôi nói các bạn, họ trên không gian mạng họ chỉ gáy với chúng ta thôi. Chứ làm việc với pháp luật và làm việc với công an tòa án họ sẽ mặc bỉm thôi các bạn, mà họ mặc bỉm thôi. À, thì hôm nay tôi xác minh lại là các bạn thấy những gì cái chị Đinh Lan này nói nó không có diễn ra giống như chị suy nghĩ. Các bạn nhớ chị Lan này bảo rằng ngày 30 tháng 6 năm 2023 sẽ xảy ra một cái chuyện mà đông kinh thiên động địa, mà các bạn thấy cái ngày hôm nay tới qua một tháng luôn rồi, tới ngày 28 tháng 7 rồi mà có xảy ra cái gì đâu. Tôi khẳng định, tôi khẳng định Đinh Thị Lan chưa từng bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập để làm việc liên quan đến đơn tố cáo của bị can Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng. Do vậy, bằng email này kính ban biên tập báo Công an Nhân dân xem xét đăng bài đính chính về việc Đinh Lan chưa hề bị triệu tập theo tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng hay ông Huỳnh Uy Dũng mà không đến. Nè, người ta hay là cái chị này được ưu ái ta? Có khi nào mà người ta thấy tội nghiệp, người ta ưu ái, người ta không có triệu tập không? Báo vẫn còn nguyên này các bạn nè. Dạo này cái kênh mình bị bóp tương tác, các bạn nhớ bấm like, bấm vô chuông nghe các bạn, bị bóp tương tác rồi, bị một cái nhóm xấu nó lợi dụng nó bóp tương tác rồi, do đó các bạn thông cảm. Hiện tại bây giờ có một thế lực đứng ở phía sau, họ không muốn chị Hằng tham dự cái phiên tòa của Hằng Ni với tư cách là người bị hại, do đó bây giờ họ tìm mọi cách để mà họ nói xấu chị Hằng, và họ tìm mọi cách để họ trốn tránh trách nhiệm. Mà khi trước đó, khi chị Hằng bị tạm giam rồi vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, thì họ giày xéo người ta những cái từ ngữ như giật chồng, tiểu tam đồ, rồi người không ra gì đồ, rồi Chitina đồ, rồi CL đồ, là cái những từ mà sử dụng chị Hằng đó các bạn. Mà những cái người này thậm chí ăn học như Phan Phong nó cũng sử dụng những từ như vậy, thì các bạn nghĩ nó như thế nào? Tôi là một cái YouTuber vô danh, ok, tôi thật là YouTuber vô danh, nhưng mà chắc chắn là không vô tù. À, các bạn đừng có tưởng tự nhiên có ông cư sĩ tên Đồng Anh tự nhiên cái bảo rằng nó là con nuôi và cho mượn 530 triệu, rồi người ta đến thinh. Các bạn nhớ điều đó. Và tôi thấy chị Đinh Lan này cũng có theo dõi kênh của nó và có binh vực nó luôn, bảo rằng cái chuyện thiếu nợ mà không giấy tờ á ha, à, thì không sao hết trơn á, chắc có mà, chắc có. Nói như vậy, cha cho mượn con, anh cho mượn em, rồi nó quỵt làm gì nhau, vẫn chơi hoài. Các ông nói chuyện với đồ chơi, các ông nói chuyện với đầu gối thì được, chứ các ông gặp công an mời các ông lên bằng biện pháp nghiệp vụ, vài câu hỏi của người ta thôi là các ông lộ ra rồi. Còn các ông khai trả lời không được câu hỏi đó, coi như là các ông đã phạm tội. Các ông đừng có giỡn chơi với cơ quan công an. Các ông nên nhớ rằng các ông chỉ là một YouTuber thôi. Cái quyền hạn của các ông chỉ nằm ở trên một cái mức nào đó thôi, chứ không phải là bố đời thiên hạ. Cũng giống như chị Đinh Lan này. Trời ơi, chị nghĩ chị là ai mà chị bắt một cái bài báo Công an Nhân dân phải đính chính cho chị? Chị nghĩ chị là ai vậy? Và các bạn biết cái nội dung của cái thư trả lời cho chị Đinh Lan như thế nào không? Đây, để tôi cho các bạn coi nha. Trời, nói với mình là toàn là chứng cứ, bằng chứng không mà. Nói chuyện là phải có bằng chứng, chứng cứ, sách mách có chứng, chứ không phải nói như vậy để chà đạp danh dự người khác. À. Đây. Đây là hồi âm. Đây là hồi âm của báo Công an Nhân dân các bạn, để mình đọc cho các bạn nghe nha. Hồi âm từ báo Công an Nhân dân. Qua kiểm tra tài liệu và quá trình tác nghiệp của phóng viên, tòa soạn nhận thấy thông tin trong bài viết là khách quan,
phóng viên đã tác nghiệp đúng quy trình của pháp luật về báo chí và quy định làm việc của tòa án, tòa soạn. Trường hợp của bà thông tin trong bài viết nêu rõ, qua đó cơ quan công an ghi nhận bà Lan có cư ngụ ở địa phương nhưng đến nay vẫn chưa làm việc được với bà này. Đó, làm gì nhau? Đó, kiện tiếp đi. Tới 15 bài báo lần kiện tiếp đi, còn báo Tuổi Trẻ nữa. Rồi hên có cái là ngày hôm nay có báo công an thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì kiện tiếp đi chị. Hôm nay chị này được báo công an nhân dân trả lời, chị gáy quá gáy. Chị bảo rằng báo công an nhân dân chỉ trả lời đúng hai câu sai của tôi, nếu trong khiếu nại không xác minh lại và đính chính lại cho tôi. Tôi không bị triệu tập, làm sao phóng viên Phú Lữ biết là xác minh và triệu tập mà Đinh Thị Lan không đến. Coi chừng bữa nay bị triệu tập luôn thì đúng, bài báo viết đúng. Hắn có không đúng các bạn. Bài báo ghi bằng rằng là triệu tập với chị Đinh Lan này, nhưng mà chị này xác định là không có triệu tập. Chứ đây chị cự. Chị cự, nhưng mà lỡ mai bữa nay người ta phát ra lên triệu tập chị thì lúc đó chị đừng có khóc ha. Lúc đó lại nhờ mẹ mình và chị mình đi nhờ đó không chừng. Mà các bạn nhớ triệu tập là không đi giùm được đâu nha. Tôi không kiếm tiền YouTube và tôi không bán hàng trên Facebook thì câu like để thu nhập. Mà phóng viên viết như vậy. Vụ án Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm là 20 kênh chửi bới tôi, tới giờ tục tiểu, vu khống và làm nhục. Ngoài hàng ngày bị không xử lý, các kênh YouTube Đỗ Thị Hương, Phạm Hoàng Khang, Gất Việt, Sơn Sàm, Tam TV, Minh Trí, Thanh Quyền, Đinh Hoàng Nhân, Thiện Đời Sống, Trần Quốc Vũ, Nguyễn Việt Anh, Kỳ Tấn Đạt, Quấn Bình Dương, Tài Pháp, Full Game Mobile, không có tên hình, hên quá. Có hai điều trái ngược nhau cả nước đều biết đến, mà điều tra không biết là người vu khống và làm nhục người khác là Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm là 20 kênh mà kết luận điều tra không có kênh nào bị xử lý. Ủa, không lẽ người ta xử lý, người ta báo cho chị. Cái miệng vậy như vậy mà ta báo cho chị chắc sẽ banh làng banh sớm khỏi có bí mật điều tra quá. Câu like để tăng thu nhập cũng là 20 kênh này, chúng chửi tục tiểu hàng ngày luôn mà chẳng bị làm sao. Viết bài nào cũng xác minh, chứ theo đúng đơn đặt hàng để chà đạp uy hiếp người khác thì đâu có dễ. Người bị can Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm vu khống và làm nhục đâu chỉ có 10 người mà có hàng chục người khác như ông Mãi, ông Viết Lượng, bà Doan, Trấn Thành, Đại Nghĩa, Đoàn Văn Hải, mẹ ca sĩ Ngọc Hà, nghệ sĩ Việt Hương, cố ca sĩ Phi Nhung, ông Vũ Điền. Tự nhiên cái đang khiếu nại báo cái tự nhiên lắc qua cái chỗ khác. Không có ai rảnh mà nên đọc những dòng trạng thái của chị như vậy đâu. Và chị đang dùng cái tự do ngôn luận của chị để chị lôi kéo những người lãnh đạo vào câu chuyện của chị. Chị được quyền cho phép của những người này chưa? Các bạn nhớ rằng chú Sĩ và chị Hằng Ni có một cái điểm chung là lôi kéo những cái người rồi báo chí viết trong đó mà không được sự đồng ý của người ta, không được sự bầu ý của báo chí. Tự nhiên cái theo giống như chị Hằng á, chị đâu có bị cái gì đâu, thì để cho chị thâm phục khẩu phục ha, để cho chị thâm phục khẩu phục thì một chút xíu tôi sẽ chuyển qua cái bài báo của công an thành phố Hồ Chí Minh. Chị muốn thắc mắc gì chị có thể là yêu cầu báo cung cấp cho chị, mà tôi nghĩ rằng báo người ta phải có cái sự giữ cái bí mật về thông tin và bí mật về quá trình điều tra. Như chị ngày nào chị cũng lên trên mạng xã hội, chị chu chị chéo gì nói này nói nọ, thậm chí là những bác lãnh đạo cấp tướng cấp tá chị cũng nói này nói nọ, thì tôi nghĩ rằng người ta sẽ không cung cấp thông tin đó cho chị đâu. Và chị bảo rằng chị không bị triệu tập, coi chừng bữa nay bị triệu tập luôn thì sao, lại báo viết đúng không? Hay là ta thấy tội nghiệp người ta không có triệu tập, thì cái việc đó triệu tập không triệu tập thì để cơ quan nhà nước người ta làm việc. Chị đầu triệu tập đúng không? Ok, giải trời cho ngày hôm nay nhận được cái đơn triệu tập, lúc đó mà khóc thét, lúc đó là nhờ chị và mẹ đi giùm. Mà triệu tập là nguy hiểm đó nha. Trong những người bị hại này á, là chị Vi Oanh của nhà ta đó, ca sĩ Đồng Xanh của chúng ta đã bị triệu tập một lần rồi và khóc như mưa các bạn, lên trên mạng khóc như mưa và yêu cầu chính phủ Mỹ can thiệp vô luôn để cứu mình đi về Mỹ. Nhớ đó, chứ đừng có ham quá, đừng có ham cái vụ triệu tập này quá nha, ham là không xong đâu.
người ta viết phóng viên người ta có quyền người ta viết như vậy. Chị bây giờ chị lại bảo rằng là không có chịu tập. Cô Trần chiều nay chịu tập cái này chết. Thì tôi nói các bạn, chị này chỉ yêu cầu như vậy, nhưng mà cái vụ mà cơ quan chức năng có đáp ứng yêu cầu như chị không là cái chuyện rất mơ hồ. Giống như cái sự việc mà chị cứ kiện người này kiện người kia kiện người nọ, nhưng mà chị không đủ bằng chứng, không đủ chứng cứ thì người ta chỉ chuyển đơn mà thôi. Thậm chí là sau này có thể là bị người ta kiện ngược lại cái tội vu khống nữa. Các bạn thấy là cái chị này đã gửi đơn rất nhiều đến cơ quan chức năng, thậm chí là ở trên viện kiểm soát tối cao nữa các bạn, mà cuối cùng thì đơn cũng trở về, chuyển về công an thành phố Hồ Chí Minh và cũng chuyển về công an rồi dấp đi điều tra theo đúng quy định pháp luật. Chúng ta có thể là nhận định một vấn đề nào đó mà chúng ta cảm thấy nó đúng, người khác sai. Tuy nhiên cái vấn đề đó là do nhận định riêng của bản thân chúng ta thôi. Chứ còn về quy định pháp luật và về quy định về quá trình điều tra thì người ta có thể là giữ bí mật thông tin, người ta không thông báo cho mình biết đâu. Thông báo cho chị rồi ví dụ như chị thông báo cho trên mạng gì những cái người đồng bọn, đồng phạm nó trốn hết rồi làm sao người ta điều tra? Đúng không? Hoặc là người ta đang dịch lần theo cái manh mối đó, một cái nhóm người chống chị Hằng ví dụ vậy. Rồi bây giờ thông báo cho chị rồi chị lên trên mạng chị nói rằng trốn hết đi, có liên quan đến tôi là có liên quan đến A, B, C, D, X rồi sao? Đó, do đó là tôi nghĩ rằng là cơ quan chức năng người ta có một lý do nào đó để người ta ghi như vậy. Mà cũng khó hiểu ha. Chị Đinh Lan chị bảo rằng chị không bị triệu tập, mà 20-30 bài báo bảo rằng chị này bị triệu tập. Thì các bạn thấy thông tin nó như thế nào các bạn? Thông tin nó như thế nào? Nói về chị này hoài cũng mệt quá các bạn ơi. Mệt quá. Ngày hôm qua chị này chỉ dám bảo rằng là báo đến chính, thì ngày hôm nay báo không đến chính đâu nha. Báo người ta không đến chính, người ta bảo rằng viết như vậy đúng quy trình của pháp luật rồi, người ta không có đến chính đây. Mình nghĩ chị này chưa bị một cái lá đơn nào nó ra hồn, tức là kiện ra hồn đó. Nhưng mà các bạn từ từ, chị Hằng bây giờ sẽ ra tòa trước và chị Hằng Ni sẽ ra tòa sau. Khi mà chị Hằng ra tòa với vai trò là người bị hại thì cái chị này chuẩn bị tinh thần. Không sớm là muộn mà thôi các bạn, không sớm là muộn thôi. Chẳng qua trong câu chuyện chị Hằng á, là cái chị này chị người bị hại. Từ chị này cứ nhắc đi nhắc lại là do tôi bị hại, nếu tôi là người bị hại, tôi là người bị hại không à. Thì trong cái câu chuyện chị là người bị hại thì tôi có sự cảm thông với cái chị này về cái sự việc mà bị các người, các cái kênh YouTube mà chị này chị nhắn á tấn công chị. Nhưng trong cái vai trò chị Hằng là người bị hại thì nó khác nha. Chị Hằng có quyền yêu cầu chị ra ngoài tòa, hoặc là có quyền yêu cầu điều tra chị có vai trò là có đồng phạm là không, là y chang như những cái người mà đã yêu cầu điều tra chị Hằng, sao là chị Hằng làm y chang như vậy. Tôi nói các bạn rồi, trong vụ án của chị Hằng họ làm với chị Hằng bao nhiêu vấn đề như vậy thì chị Hằng có quyền làm bao nhiêu như vậy. Giống như trường hợp mà tôi sắp nói thì các bạn biết là trường hợp của anh Huỳnh Huy Dũng là chồng chị Hằng đó cũng live stream chung với vợ mình, mà cuối cùng người ta bảo rằng là bị vai trò đồng phạm. Thì bây giờ cái YouTuber nào mà dám nói anh Dũng là vai trò đồng phạm thì cái YouTuber đó cũng ăn gan hùm nha. Tại vì có kết luận điều tra rồi, anh Dũng không có vai trò về đồng phạm. Nhưng mà còn một cái nữa mà công an không có thông bố thì tôi cũng muốn nói với các bạn trong chương trình live stream ngày hôm nay luôn. Chúng ta chuyển qua cái chủ đề thứ hai trong câu chuyện này là báo công an thành phố Hồ Chí Minh được xem là cái nơi phát ngôn của một cái đơn vị mà điều tra về cái sự việc tòa đã trả hồ sơ vào ngày 31 tháng 5 năm 2023 yêu cầu làm rõ ba yếu tố. Trong đây tôi thấy rằng cái yếu tố về sự việc chị Hằng có thêm tội 155, 156 không nhắc đến. Nhưng mà nếu không nhắc đến là ngẫu nhiên chị Hằng không bị. Ok. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề về vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Huy Dũng. Thì tôi thấy báo có nhắc đến và báo bảo rằng là không có vai trò đồng phạm, chưa đủ yếu tố. Và cái vấn đề rất đặc biệt trong cái live stream ngày hôm nay đó là sự việc báo không nhắc đến cái trường hợp mà đền bù thiệt hại 74 tỷ. Và cái chủ đề này hôm qua tới giờ khán giả đã quá trời nhắn tin, họ điện thoại hỏi tôi rằng cái vấn đề này làm sao em giải thích lại một lần nữa dùm. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn một lần này thôi nha. Giải thích thêm một lần nữa là hai lần. Ok. Đó, chúng ta chuyển qua cái chủ đề ngày hôm nay với báo công an thành phố Hồ Chí Minh được phát vào ngày hôm nay, thông tin là mới nhất. Báo công an thành phố Hồ Chí Minh được xem là một cái tiếng nói của một người công an nhân dân
mà vấn đề này chúng ta tìm hiểu. Hoàn tất các trận điều tra bổ sung vụ án bà Nguyễn Phương Hằng,